Bùa bạc với cả của nó đâu hết rồi. Bùa bạc rồi. Bùa bạc sắc măng của nó đâu? À không. À tầm trưa nay thì dòng xe này Vision. Buổi trưa thì mình đã chia sẻ với tất cả anh em thì cái xe này thì khách đến là báo hao nhiên liệu đây. Yếu máy lì xe. Thì qua kiểm tra và qua thiết bị xác định mano motoken và chúng ta phân tích trên dữ liệu thì như anh em đã thấy rõ là thứ nhất là gì, thời gian phun là 3,3 mili giây, oxy thì dưới một volt, có nghĩa là nó nằm khoảng cách là 230 mV cho đến 900 mV. Có nghĩa nếu mà nói về phân tích dữ liệu thì đó là xe không thể hao nhiên liệu được, nhưng khách vẫn cứ nói là rất là hao nhiên liệu, thì chúng ta cần phải có những thiết bị chuyên dụng để kiểm tra. Thì hôm nay tôi đã, đầu tiên thì chúng tôi cần phải chứng minh cho khách hàng đó và bằng gì, bằng trên những thiết bị để chuẩn đoán nâng cao. Thì hôm nay như anh em đã thấy rõ là xe vẫn hao, có nghĩa là khi chúng ta kiểm tra điện tử thì rất là chuẩn. Rồi, xin chào anh em nhé. Thì tầm trưa nay có anh em nào đã từng để coi video thì anh em sẽ biết tiếp theo, anh em nào sẽ chia sẻ đến tiếp theo á thì mọi người sẽ biết. À đúng rồi, à quả thì ok đấy, nhưng mà không đến lỗi, nhưng mà do sắc măng nó mòn hết rồi và sắc bắp mà rất là có vấn đề là bị cháy số bắp nên là áp suất nó không được cao. Nhưng qua và chúng tôi đã tiến hành để sửa chữa thì hiện nay đã thay thế, thì theo như anh em đây, tôi thì làm rất là rõ ràng cho anh em nhìn thấy rõ. Vision nhá, vẫn là đời 2012, đời dòng xe này là sử dụng đề phóng nhá, đề lao, gọi là sử dụng motor, chưa có khởi động ACG. Tốc độ máy thì hiện nay là 494 độ C điện áp. Thì trưa nay thì anh em đã nhìn thấy là gấp mở bướm ga vẫn là 409 cho đến 429 mV, và điện áp vẫn là ok nha, gấp mở vẫn ok ngon lành. Vòng tua máy là 1.500 vòng đến 1.550 vòng trên phút. Thời gian gọi là TI mở về 2,2 mili giây. Oxy thì bây giờ như các anh em đã thấy rõ nè, đường nhảy trong giới hạn là 300 đến 900 mV. Và hôm nay tôi đã phải tiến hành để anh em phải làm hơi đã. Đây quả. Thì trưa nay thì anh em nào đã từng coi cái vấn đề cái dòng xe này đường bị vấn đề thì anh em sẽ biết được nhiều hơn. Tầm trưa anh em nào đã coi cái ban của dòng xe Vision, thứ nhất là xe này thì không ảnh hưởng về vấn đề điện tử, thì trưa nay thì các anh em đã thấy rồi. Nhưng có điều là cái thời gian phun thì TI mở đến 3,3 mili giây, áp suất bùng đốt đường vẫn ảnh hưởng. Tầm trưa mình đã nói với anh em rồi, nhưng xe khách hàng vẫn báo hao nhiên liệu. Thì khi qua cái thiết bị xác định mã lỗ motoken và tôi đã chứng minh bằng qua gì, chức năng chuẩn đoán chuyên sâu, thì đã cho kết quả khách hàng là xe của khách hàng không có bị ảnh hưởng về thiết bị điện tử.
chỉ bây giờ là vấn đề về phần cơ khí. Thì khi bây giờ tôi đã làm xong thì chút xíu nữa tôi phải chứng minh cho khách hàng bằng cái thời gian mở kim phun theo đúng tiêu chuẩn. Đây thì anh em lúc tầm trưa nay, nếu mà anh em nào đã coi thì anh em sẽ biết được cái điều gì xảy ra trước và sau khi thay thế. Nên là hôm nay mình cũng chia sẻ để cho anh em để ý, hoặc là anh em sẽ nhìn nhận thấy rõ hơn. Có nghĩa ở đây chúng ta thiết bị không phải là để chúng ta khoe các anh em. Ở đây chúng ta không phải là chia sẻ để mà mình phù phiến lên một cái thiết bị. Và cái thiết bị để cho chúng ta kết quả là gì? Để chứng minh cho khách hàng, để gì? Để tăng cái lượng uy tín cho chính cửa hàng của các bạn. Chứ không phải là vấn đề chúng ta sử dụng những thiết bị để khoe với nhau. Đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ với anh em cho nó rõ hơn, từ cách nói, từ cách chia sẻ. Buồng đốt lúc đầu nó chỉ có 3 cân mấy thôi, nhưng xe vẫn nổ bình thường. Xe vẫn nổ bình thường nha anh em. Lưu ý 3 cân mấy, 4 cân, 4 ký mình đã đo rồi, xe vẫn nổ bình thường. Thì như hôm nay là mình đã nói rõ rồi các anh em là TB. TB là điện áp đã tuột xuống. Chút nữa mới thay. Rồi thay TB đi cho nó điện áp nó tăng đi xíu. Vì TB này cũng đã lâu ngày rồi nên là biến trở nó cũng có vấn đề, nên là tôi cũng tư vấn cho khách hàng để thay cái TB để cho nó vận hành tốt nhất. Vì TB này cũng một thời gian sau nó cũng phải hư hỏng thôi. Nó là một biến trở thì sẽ phải sử dụng liên tục. Đúng rồi, nó trượt hơn này bao nhiêu nghìn km rồi, bao nhiêu? Làm sao mà 35 ngàn được hơn chứ? 34 ngàn, chạy ghép mỗi ngày, chắc nó đứt nè. Đứt rồi, đứt chạy, đứt gì? Rồi tắt khóa đi. Không vượt à? Cái cây không có cái cây kia đâu, cây của mấy cây của mình đâu hết rồi. Rồi xin chào ông Nguyễn Điện nha. Nó vướng cái bát ống dầu, ống xăng nhiên liệu. Cứng, lấy cái vít dẹp cậy ra luôn.
xe này là khách hàng đi bền quá, đi kỹ mà đến bao năm rồi chưa thay một cái TB. Rồi, xin chào anh Nguyễn Văn Trường nha. Đây thì anh em, đây là TB rất là cũ rồi, lâu năm rồi. Là cái xe này chắc là từ đó đến giờ luôn ạ, chưa vệ sinh. Điện áp đã tụt xuống còn 409 mV. Quá cũ rồi. Cái máy lớn à? Hay máy nhỏ? Máy nhỏ. Máy nhỏ sư cái tụ 4 chân đấy gì? Tụ 4 chân mà kêu thằng Trường nó chạy vào trong cái lớp học á, là bây giờ nó cả đống bên trong á. Tụ đấy là tụ một chiều đấy, diode. Diode một chiều. Dạ ok, cái đâu đây em xếp rồi chưa? Chưa xếp trục cứng quá. Thôi thôi. Bắt ốc chưa? Chưa bắt à? Rồi gắn ốc rồi đây. Rồi 400 mấy mV được rồi. Điện TB đưa vào là chủ yếu là 48 thôi, 480 mV. Siết cứng rồi đã là nó tuột xuống em. Cái cây mấy cái cây kiều của mình đâu hết rồi. Đúng rồi, nó chỉ đến 480. Thứ TB mới vào là được 480. Rồi thầy dùng đâu có tiêu của em rồi. Cái gì? Đấy. Rồi ok. À đây thì khi trước khi chúng ta thay được cái TB thì TB đầu tiên thì được có 409 mV. Thì hiện nay tôi đã thay thì giờ điện áp lên là 468 mV. Ổn định thì cảm biến oxy mới có tín hiệu gửi về. Vâng, báo anh Nguyễn Trường. Dạ, ngoài đây báo anh ạ. Thì tất cả các anh em muốn để chuẩn đoán một thiết bị xác định mã lỗi hoặc là chúng ta để chuẩn đoán trên một chiếc xe thì cái nhiệt độ anh em phải lưu ý là nhiệt độ phải từ trên 70 độ C thì chúng ta mới chuẩn đoán mới một cách chính xác nhất. Thì đây khi chúng ta đã cái TB thì nói cho rõ các anh em hiểu một điều tại sao đầu tiên nó là điện áp nó là 448 mV, nhưng khi một thời gian sau chúng ta sử dụng thì những cái TB của những dòng xe Applet này, Applet 2011 gọi là cái đời đầu to đấy, gọi là Applet 2012 đấy, thì hoặc là Vision, nó điện áp nó sẽ tự tuột xuống nha anh em. Thì trên đấy là tại sao mà cái garanti nó lại tự thấp đi, thì do chính vì gì điện áp của TB này cũng làm vấn đề thay đổi về tầm suất của động cơ, vòng tua cốt máy. Thì ở đây chẳng có cái gì mà sử dụng vĩnh viễn cả. Có cái điều là như anh em tôi hay chia sẻ là cái đấy tốt lắm, không phải tất cả mọi cái linh kiện, kể cả trên thiết bị điện tử, trên những dòng xe này cũng có cái liên hạn km hoặc là năm tháng. Ví dụ những cái thường thường thì những cái TB điện áp này
thì chúng ta cỡ tầm độ 25.000 km hoặc 30.000 km thì chúng ta cũng lên thay, vì điện áp nó đã tụt xuống rồi thì xe sẽ đi không ổn định. Thì khi chúng tôi đã thay vào thì đây là điện áp và được là 468 mV, vòng tua máy là được 1.500 vòng trên phút, thời gian full đây quá lại đi tại do lúc chúng ta đang làm. Rồi, xin cảm ơn. Nhiều anh em bảo kêu là những cái đồ nó chuẩn lắm, rồi mọi cái nó zin, cái điều đấy cũng không nên. Thôi, xin chào tất cả anh em. Thì hiện nay tôi đã làm xong cái xe để trả ban cho anh em. Thì cái thời gian full nó chỉ vào tầm xấp xỉ là 2,2 đến 2,4 mili giây. Cảm biến oxy là liên tục nhảy dao động là từ 300 mấy chục mV cho đến tầm khoảng là dưới 1V, có nghĩa là 900 mV. Rồi, xin chào toàn thể anh em nhé. Thì bây giờ mới có thời gian, tại vì mấy bữa trước là vẫn còn trong cái lớp đào tạo, thì hôm nay là tôi đã làm xong và có thể là chia sẻ với anh em về các ban bệnh. Và tôi cũng một ngày nào đó thì sắp tới tôi cũng lên một kế hoạch, thứ nhất là được giao lưu toàn thể các anh em, và đặc biệt là các anh em học viên tại trung tâm Tân Tiến Phát, để có thể là anh em có thể giao lưu trực tiếp ở trên những gì diễn đàn Facebook. Còn cái sự trong quá trình đào tạo, các anh em còn được thắc mắc tất cả mọi cái như là chuẩn đoán trên thiết bị, hoặc là còn đường ở một vấn đề gì còn khúc mắc mà anh em chưa có thể giải quyết được, thì có thể là hỏi tôi sẽ cùng với anh em cùng tham khảo và chia sẻ để dẫn tới, để chúng ta mỗi một người sẽ thành công hơn, chứ nhiều khi chúng ta không chia sẻ cũng rất là khó khăn. Thôi, xin chào tất cả anh em, chúc anh em một ngày, một buổi chiều cuối ngày làm việc luôn luôn vui vẻ và thành công. Video sau mà có những cái ban bệnh gọi là hữu ích, tôi sẽ chia sẻ với anh em nhiều hơn. Tôi xin chào tất cả anh em.